Anh chị ơi, hôm nay thì bên em sẽ nên giới thiệu cho các anh chị và các bạn một cái giải pháp cho những anh chị nào mà đang muốn lắp đặt camera an ninh giám sát ở những nơi không mạng, không điện, không wifi các anh chị nhé. Mã sản phẩm hôm nay bên em muốn nên giới thiệu chia sẻ cho các chị ở đây chính là cái mã sản phẩm camera năng lượng mặt trời sử dụng sim 4G hai đầu hai mắt ngoài trời đây các chị này. Đây các chị thấy không? Sản phẩm này được thiết kế ngoài trời cho nên là rất là chắc chắn, kín đáo các chị nhá, chống mưa chống nước 100% cho các anh chị. Và đây là cái mẫu sản phẩm camera an ninh thông minh. Đấy, có đầy đủ tất cả chức năng như là cảnh báo chuyển động, bám theo chuyển động, đàm thoại hai chiều trực tiếp, quay video vào ban đêm có màu sắc như ban ngày cho các anh chị nhá. Đấy, rất là tiện lợi luôn các chị ạ. Anh chị mua sản phẩm này về chỉ cần lắp vào đây một cái sim đăng ký mạng 4G tốc độ cao. Đấy, và sau đấy thì cái kết nối với cái nguồn điện của cái tấm năng lượng mặt trời đây các chị nào. Tấm năng lượng mặt trời này nó có chức năng chuyển hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng điện để cung cấp cho cái camera này hoạt động các anh chị nhá. Đấy, và cái tấm năng lượng mặt trời này thì đây là cái mẫu mới nhất cho nên kích thước của nó to rộng hơn rất nhiều so với cái mẫu sản phẩm trước đây các anh chị nhá. Trước đây thì một cái chiếc camera này chỉ được tặng kèm một cái tấm năng lượng mặt trời như này. Đấy, kích thước của nó là 17x29 các anh chị nhá. Còn đối với cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay thì với một cái mẫu sản phẩm này sẽ được tặng kèm hai tấm pin năng lượng mặt trời này các anh chị nhá. Tổng diện tích của hai tấm pin năng lượng mặt trời này là 23.5x35cm các anh chị ạ. Rất là rộng để tích trữ năng lượng điện để các anh chị sử dụng các anh chị nhá. Một ngày nắng anh chị có thể sử dụng điện liên tục trong 15 ngày tiếp theo các anh chị ạ. Đấy, rất là lâu để các anh chị sử dụng, thoải mái về nguồn năng lượng để các anh chị sử dụng các anh chị nhá. Và sử dụng cũng rất là đơn giản dễ dàng các anh chị thông. Kết cấu tạo của cái sản phẩm đây các anh chị này. Đây là cái mẫu hai đầu hai mắt ngoài trời các anh chị nhá. Mắt trên cố định này, mắt dưới xoay 360 độ. Cho đây các anh chị kết nối vào điện thoại thì sẽ cho các anh chị xem được hai khung hình khác nhau các anh chị nhá. Đấy, các bác thấy không? Độ phân giải hình ảnh sắc nét là 1080 megapixel các chị ạ. Đấy, ở đây nó có các cái đèn led này để hỗ trợ sản phẩm này quay video ban đêm các chị nhá. Như em đã nói là quay đêm có màu thì nó nhờ các cái đèn led, đèn hồng ngoại đây các chị này. Các chị có thể cài đặt chế độ tự động tắt mở được ở trên ứng dụng các anh chị nhá. Còn đây là cái mắt cảm biến để nó phân biệt nhận dạng người và đồ vật các anh chị nhá. Đấy, rất là thông minh tiện lợi các anh chị ạ. Còn đây là cái nút cần gạt để điều chỉnh nâng góc quay lên hoặc là hạ mắt camera xuống như này. Các chị thấy không? Mắt cam cố định đây các chị này. Đấy, và trên đây thì nó sẽ có một cái đèn chống trộm các chị nhá. Đấy, đèn này các chị bật lên thì nó sẽ phát ra âm thanh ánh sáng giống như đèn xe cảnh sát để xua đuổi trộm cắp hoặc là xua đuổi những cái đối tượng mà có ý đồ xấu các chị nhá. Đấy, đây là hai cái rô anten để thu phát đường truyền được ổn định các chị ạ. Cái phần chân đế đây các chị thấy không? Rất là chắc chắn bởi vì đây cũng chính là cái phần pin. Đấy, nó tích điện vào trong bên đây các chị nhá. Đấy, nó cái phần tích điện là nó nằm ở cái phần chân đế đây các chị này. Đấy, ở dưới đây thì nó sẽ có cổng để kết nối tấm pin năng lượng mặt trời với lại camera các chị nhá. Đồng thời đây nó sẽ có một cái nút công tắc nguồn này. Đấy, gạt lên on để khởi động và gạt xuống off là tắt các chị nhá. Lỗ loa, lỗ mic đầy đủ ở đây cho các chị này. Đấy, trên đây chính là cái nơi để các chị lắp thẻ nhớ, lắp sim các chị nhá. Đấy, cổng thẻ nhớ, cổng sim đây các chị này. Cổng thẻ nhớ thì các chị lắp vào cổng to, còn sim thì các chị sẽ lắp vào từng cổng nhỏ các chị nhá. Sản phẩm này bên em sẽ tặng thẻ nhớ 128GB để các chị lưu các video như này các chị nhá. Thẻ nhớ này sẽ lưu cho mình trong khoảng thời gian liên tục là 20 ngày với chế độ ghi đẻ ghi đè. Còn sim thì các anh chị sẽ chủ động mua ở nhà các chị nhá. Bên em sẽ không tặng kèm sim cho các anh chị. Sim anh chị có thể lắp bất cứ sim mạng nào cũng được, Viettel, Mobile, Vina đều được, miễn là các anh chị đăng ký mạng tốc độ cao và lắp vào bên trong này các anh chị nhá. Đầy đủ các phụ kiện đi kèm ở trên đây cho các anh chị khi anh chị nhận hàng về đây các chị nhá. Và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn luôn cho các anh chị cách thức kết nối cài đặt camera với điện thoại để các anh chị sử dụng, cũng như là mời các anh chị khám phá các chức năng công dụng luôn nhá. Xin chào tất cả các anh chị, ngay bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách thức kết nối cài đặt camera năng lượng mặt trời với điện thoại để các anh chị sử dụng các anh chị nhá. Ở đây là chọn bộ sản phẩm bên lắp ráp hoàn chỉnh cho các anh chị này. Đấy, đã có điện, đã khởi động nguồn và đã lắp đặt sẵn sim vào trong đây để hướng dẫn sử dụng cho các anh chị nhá. Đấy, và đây là cái mã sản phẩm, mã QR các anh chị này. Trước khi đi vào hướng dẫn sử dụng cho các anh chị thì em sẽ có một cái lưu ý nho nhỏ cho các anh chị như này các anh chị nhá. Cái mã sản phẩm này khi các anh chị sử dụng ấy thì các anh chị tốt nhất là khi anh chị nhận hàng về mình có thể là chụp ảnh để lưu lại các anh chị nhá. Trong các trường hợp mà các anh chị muốn quét lại mã QR đấy thì các anh chị có thể là chụp ảnh lại để các anh chị bảo quản cho nó tốt các anh chị nhá. Bởi vì cái thiết sản phẩm này thì được thiết kế lắp đặt ngoài trời cho nên là trong cái trường hợp mà nước mưa nó vào hoặc là ánh nắng mặt trời đấy nó sẽ bị bay bầu đi, thì trong một cái thời gian thì nó sẽ bị bay mất, thì nó ảnh hưởng đến cái việc quét mã QR của các anh chị. Thì tốt nhất là các anh chị có thể là bóc cái mã này cất đi, hoặc là các anh chị có thể là lắp vào trong chụp ảnh lưu vào trong thẻ nhớ để các anh chị có thể là bảo quản tốt hơn các anh chị nhá. Đấy, đấy là cái một cái lưu ý nho nhỏ đối với các anh chị. Đấy, còn một cái bộ sản phẩm này em đã lắp ráp hoàn thiện như này và bây giờ sẽ đi vào hướng dẫn cho các anh chị cách thức sử dụng các anh chị này.
Đấy, thì các anh chị muốn kết nối camera với điện thoại để sử dụng thì các anh chị chỉ cần tải xem một cái ứng dụng có tên là V380 Pro này về các anh chị nhá. Ứng dụng này thì miễn phí hoàn toàn, các anh chị vào tải giống như ta tải Zalo, Facebook về để sử dụng nó ok các anh chị ạ. Đấy, khi tải xong như này các anh chị sẽ đi vào ứng dụng cho em này. Các anh chị ấn vào dòng chữ màu xanh thêm thiết bị cho em các anh chị nhá. Đấy, sau đó các anh chị ấn vào dòng chữ đóng này. Đấy, thì ở đây nó yêu cầu các anh chị quét mã QR đúng không? Đấy, thì cái mã QR ở đây các chị này. Đấy, mình chỉ cần đưa cái camera trước cái mã QR này. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ yêu cầu các anh chị là ấn vào thêm thiết bị này. Đấy, đã quét xong đúng không? Rất là đơn giản các chị nhé. Phần mềm này thì bằng tiếng Việt hoàn toàn, cho nên là các anh chị cứ vào đây và làm theo hướng dẫn là ok các chị nhé. Đấy, đến đây thì yêu cầu các chị nhập mật khẩu vào đây cho em các chị nhé. Đấy, mật khẩu này. Đấy, sau đó các anh chị ấn xác nhận là được các anh chị nhé. Đấy, rất là đơn giản thôi các anh chị ạ. Lưu ý một cái mẹo nhỏ cho các anh chị, tức là với cái dòng sản phẩm này, các anh chị vào thì các anh chị cứ ấn theo cái dòng chữ màu xanh này các anh chị này. Đấy, nó yêu cầu các anh chị làm như nào, các anh chị cứ ấn theo dòng chữ màu xanh là được các anh chị nhé. Đấy, và đến đây thì nó yêu cầu các anh chị đặt tên cho cái sản phẩm này. Thì các anh chị có thể là đặt tên bất kỳ. Đấy, thì ở đây nó có sẵn các tên cho nên em sẽ lấy đại một cái tên để tiết kiệm thời gian cho các anh chị nhé. Đấy, khi xong thì các anh chị ấn vào đây là xem thiết bị này. Đấy, các bác thấy không? Vào đây nó cũng yêu cầu các chị lưu mã QR thiết bị này. Đấy, để bảo quản cho các anh chị nhé. Đấy, thì các chị có thể là lưu ở đây hoặc các chị có thể chụp ảnh các chị lưu đều được các anh chị nhé. Đấy, thì ngay lập tức các chị thấy không? Camera với điện thoại đã được kết nối với nhau các chị thấy không? Hình ảnh rất là rõ nét này. Đấy, các chị thấy không? Đấy, em sang trái sang phải này. Đấy, đường truyền rất là ổn định, không hề bị trễ bị giật đúng không? Đây, tay chân các bác thấy không? Đấy, khua đi khua lại các chị thấy không? Rất là ok nhá. Đấy, truyền ngay lập tức vào trong hình ảnh cho anh chị này. Đây, và anh chị có thể là xoay camera xoay 360 độ đây các chị nhá. Mắt cam ở trên thì cố định rồi đúng không? Mắt cam ở dưới đây các chị này, các chị ấn vào cái dòng chữ PTZ đây. Đấy, thì nó sẽ xoay 360 độ theo mong muốn của các anh chị nhá. Đây này các chị ấn vào này. Đấy, sang trái sang phải nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, sang trái sang phải này. Đấy, lên trên xuống dưới này, đây xuống dưới trước các anh chị nhá. Đây các bác thấy không? Đấy, xoay được 360 độ này. Đấy, lên trên này. Đấy, xuống dưới đầy đủ hết ở đây các anh chị nhá. Đấy, sang trái sang phải này. Các bác thấy không? Đấy, đầy đủ hết ở đây các chị nhá. Đấy, sản phẩm có như thế nào thì bên em giới thiệu quảng cáo y chang như vậy cho các chị, cho nên các chị đặt hàng mua sản phẩm bên em thì hoàn toàn yên tâm các chị nhá. Tất cả các sản phẩm bên em bán ra cho các chị thì đều bảo hành 1 năm cho các anh chị ạ. Đấy là cái chức năng xoay 360 độ. Đấy, còn ở dưới đây thì các chị có thể là khám phá thêm các chức năng khác ở đây các chị này. Đấy, ví dụ như ở đây là chụp màn hình. Đấy, anh chị có thể là chụp màn hình trực tiếp trên điện thoại các chị nhá. Ở đây ấn vào đây này. Đấy thì nó sẽ lưu lại trong ứng dụng cho các chị này. Đấy, các chị ấn vào chụp màn hình thì nó sẽ cho các chị chụp màn hình các chị nhá. Đấy, và ở đây là cái chức năng cái biểu tượng micro đây các chị này, đàm thoại hai chiều trực tiếp đây các chị này. Đấy, các bác muốn nói chuyện với cái người mà đang đứng trước camera này thì các chị sẽ ấn vào đây để nói chuyện các chị nhá. Đây, các em sẽ ấn thử cho anh chị xem này. Alo. 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 Đấy, các bác thấy không? Đấy, ở đây là cái camera này, cái điện thoại này với cái camera đang đặt gần nhau cho nên nó bị vang, bị xung âm các chị nhá. Còn các anh chị mà ở xa thì các chị hoàn toàn nói chuyện bình thường. Đấy, nghe rất là trong, to và rõ các chị nhá. À đây này. Alo, alo. 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 Đấy, các bác thấy không? Đấy, âm thanh nghe rất là to và rõ các chị nhá. Alo, alo, xin chào tất cả các anh chị, xin chào tất cả các anh chị. Đấy, các bác thấy không? Đấy là đàm thoại hai chiều trực tiếp các anh chị nhá. Ngoài ra thì cái sản phẩm này các anh chị có thể là ghi âm các chị nhá. Đấy, các chị có thể là ghi âm các cuộc trò chuyện ở xung quanh cái camera này các chị thấy không? Đây này, em ấn vào thì nó đang hiển thị thời gian, đây nó đang chạy đây các chị này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có màu đỏ như này là đang ghi âm này các chị này. Đấy, các chị tắt ghi âm đi này. Đấy thì nó chuyển trở về bình thường đúng không? Trên đây nó cũng không còn thời gian các chị nhá. Và cái thời gian đó các anh chị chụp ảnh quay phim nó sẽ lưu vào trên đây cho anh chị này. Đấy, thời gian nó chạy ở đây cho anh chị nhá. Đấy, đầy đủ hết ở đây các chị này, tên sản phẩm là phòng khách này. Đấy, phát lại ở đây các chị muốn phát lại xem lại video thì các chị ấn vào đây các chị xem các chị nhá. Đấy. Và tiếp theo thì các chị muốn khám phá các chức năng công dụng khác thì các chị ấn vào cái phần nhiều hơn ở đây các chị nhá. Đấy, vào đây thì các chị thấy không? Đây là chức năng báo động các chị ạ. Sản phẩm này như em đã nói là cái đèn báo động đây anh chị này. Đấy, chống trộm đây chị này, khi chị bật lên thì nó sẽ phát ra âm thanh ánh sáng giống như đèn xe cảnh sát để xua đuổi trộm cắp hoặc là những cái đối tượng xấu trước cái camera này các chị nhá. Các chị chỉ cần bật cái đèn này lên thì nó sẽ kêu các chị nhá. Đấy, và tiếp theo thì anh chị có thể là vào đây để điều khiển đèn các chị này, bật tắt đèn các chị nhá. Đấy, các chị ấn vào đây các chị thấy không? Đấy, tắt đèn hiện tại nó đang tắt đèn màu xanh đây đúng không? Các chị muốn bật đèn thì ấn vào bật đèn các chị thấy không? Đấy, camera đèn sáng này đấy nhá, tắt đèn đi này. Đấy, bật đèn lên này, tắt đèn đi này các chị thấy không? Đấy, nhìn điện thoại em và nhìn màn hình, nhìn camera anh chị nhá. Đây này, tắt đèn đi này. Đấy,
rất là đơn giản như vậy các chị nhá. Đấy, hoặc anh chị có thể cài đặt chế độ tự động ở đây các chị nhá. Đấy, cài đặt chế độ tự động thì cứ vào ban đêm, đấy, ánh sáng yếu kém thì nó sẽ tự động bật đèn lên để chiếu sáng cho các anh chị nhá. Đấy, đơn giản như vậy thôi các anh chị ạ. Đấy, và tiếp theo thì sớm ơi các anh chị khám phá thêm cái chức năng ở đây các chị nhá. Cài đặt PTZ là các anh chị có thể là cài đặt vận tốc. Đấy, ví dụ các bác muốn nó chuyển nhanh chuyển chậm thì anh chị ấn vào đây các chị nhá. Đấy, tiếp theo là theo dõi chuyển động các chị này. Đấy, theo dõi chuyển động ở đây tức là nó sẽ bám theo chuyển động đây các chị này. Khi có người xuất hiện chiếc camera này, đấy thì nó sẽ bám theo chuyển động các chị nhá. Đây này. Đấy, các chị ấn vào đây. Các chị có thể chọn khu vực để nó theo dõi các chị nhá. Đây này, ấn vào đây. Đấy, cài đặt thành công đúng không? Thì lúc này khi mà có người xuất hiện chiếc camera này thì ngay lập tức nó sẽ bám theo chuyển động, người đi đến đâu thì cái mắt cam nó sẽ xoay theo lên đấy các anh chị nhá. Đây các chị để ý cái mắt cam giúp em các chị này. Đây bây giờ em sẽ xoay cho anh chị xem này. Đấy các chị thấy không? Đấy, người đi đến đâu thì cái mắt cam nó sẽ xoay theo đi đến đấy cho các chị này. Đấy, tất cả các cái diễn biến, các cái hoạt động của cái người này thì đều bị cái mắt cam nó ghi lại các chị nhá. Đây quay ngược lại cho anh chị xem này. Đây các anh nhìn rõ mắt cam không? Đây em quay gần cho anh chị xem này. Đấy. Đấy, rất là chuẩn đúng không? Đây và ngược lại đây các anh chị nhá. Đấy là cái chức năng bám theo chuyển động các anh chị ạ. Đấy, và còn rất nhiều các chức năng khác thì em sẽ lần lượt giới thiệu chia sẻ cho anh chị nhá. Anh chị có thể vào đây cài đặt hình ảnh này hoặc là đảo vị trí hình ảnh các chị nhá. Ví dụ như các anh chị nhận hàng về mà cái hình ảnh như thế này nó bị ngược. Đấy, nó bị ngược như thế này. Đấy thì các anh chị có thể ấn vào đây thì nó sẽ đảo chiều hình ảnh 180 độ cho các anh chị nhá. Đấy, hiệu chuẩn PTZ thì nó cũng tương tự như cái anh chị cài đặt chế độ ở kia các chị nhá. Đây, em sẽ tắt chế độ ghi âm đi đó này. Đấy, và còn rất nhiều các cái chức năng khác thì các anh chị sẽ cùng em khám phá ở đây cái gì này. Đây nhá. Các chị sẽ cùng em khám phá ở cái phần cài đặt ở đây các chị nhá. Đấy, như em đã nói là sản phẩm này thì vừa cảnh báo chuyển động vừa bám theo chuyển động được các anh chị nhá. Đấy, cảnh báo chuyển động thì các chị sẽ cài đặt ở đâu thì các chị sẽ vào cái phần cài đặt ở đây các chị nhá. Đấy, nó có rất nhiều các cái chức năng. Đấy, tin nhắn này, thiết mật khẩu này, các chị muốn thay đổi mật khẩu thì ở đây các chị nhá. Đấy, thời gian cài đặt thời gian này. Đấy, cài đặt báo động ở đây cái gì này, tức là cảnh báo chuyển động đây cái gì nhá. Các chị bật chức năng này lên này. Đấy, thì khi có chuyển động thì nó sẽ gửi tin nhắn vào trong điện thoại cho mình các chị nhá. Đây này, AI phát hiện người, các chị ấn xác nhận cho em này. Đấy, thì ở đây là tất cả các chức năng ở đây nó sẽ hiển thị ở đây cho các chị nhá. Đấy, cài đặt thành công rồi đúng không? Thì khi các chị vào đây thì các chị có thể cài đặt khoảng thời gian báo động các chị nhá. Đấy, ví dụ như mà các anh chị gia đình các chị mà đi vắng đúng không? Hàng ngày các chị ban ngày các chị đi vắng thì các chị có thể cài đặt vào ban ngày. Đấy, hoặc là ban đêm thì các chị có thể cài đặt chế độ ban đêm các chị nhá. Hoặc là khu vực báo động thì đầy đủ hết ở đây cho các chị này. Đấy, đầy đủ hết ở đây đúng không? Đấy, bằng tiếng Việt hết cho nên là rất là đơn giản và rất dễ sử dụng các anh chị nhá. Đấy là cái chức năng cảnh báo chuyển động các anh chị ạ. Đấy, có người xuất hiện thì ngay lập tức nó sẽ gửi tin nhắn vào trong điện thoại báo cho các chị để các chị có thể là vào theo dõi giám sát các anh chị nhá. Đấy, và rất nhiều cái chức năng các chị nào muốn khám phá thêm thì các anh chị cứ lần lượt vào đây, nó bằng tiếng Việt hết cho nên rất là đơn giản và rất dễ sử dụng các chị nhá. Đấy là em đã hướng dẫn cho các chị cái cách thức cài đặt kết nối cũng như sử dụng cái mẫu sản phẩm camera năng lượng mặt trời này. Đấy thì anh chị nào có nhu cầu mua hoặc cần tư vấn hỗ trợ thì liên hệ qua bên em theo hai số điện thoại tư vấn tổng đài trên các chị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.